trong quá trình học các em đã rất muốn đồng hành cùng với cô bằng cách là có sách ở bên cạnh mình đúng không nè, để có thể vừa nghe lại bài nè, vừa có thể ghi chép lại những điều mà các em cần lưu ý, đồng hành cùng làm các bài tập và sửa các bài tập ngay tại thời điểm mình học luôn đúng không? Vậy thì cô mời các em hãy nhanh tay ấn vào phần mô tả ở phía dưới video clip này để có thể sở hữu ngay trọn bộ sách và cùng với các voucher vô cùng hấp dẫn luôn nha. Khi mà các em sở hữu bộ sách này thì các em có thể tăng được hiệu quả học tập của mình cũng như rèn luyện được những kỹ năng làm bài tập và hiểu rõ hơn về ngữ pháp nữa nè. Vậy thì các em hãy nhanh tay ấn vào phần mô tả ở phía dưới để sở hữu ngay bộ sách này nha các em. Hello everyone, welcome back to our English class. How are you today? Today we are going to learn Unit 3, A Celebration. Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với bài học số 3 của cô ha. Bài học ngày hôm nay thì mình có tựa đề là một cái dịp lễ ha, một cái buổi lễ. Rồi, trước khi mà mình thực hiện đọc những cái bài đối thoại ở trên đây á, thì mình sẽ cùng nhau tìm hiểu về nội dung bài học nha. Ở bài học này thì mình sẽ học về là The present perfect with, since, for, already, just, yet and before. Có nghĩa là bài học này mình sẽ học về thì hiện tại hoàn thành đi với since, for, already, just, yet và before. Rồi, bây giờ cùng nhau tìm hiểu ha. Rồi, đầu tiên thì mình sẽ tìm hiểu về since và for trước nè. Ở đây chúng ta sử dụng như thế nào ha? We use since plus a point in time such as a day, date or time. Rồi, chúng ta sử dụng chữ since đi kèm với lại một cái mốc thời gian. Cô ví dụ như là một ngày hoặc là ngày giờ, ngày tháng đúng không? Rồi và hoặc là thời gian, được chưa? Tức là khi mà các bạn sử dụng chữ since trong thì hiện tại hoàn thành thì nó phải đi với lại một cái mốc thời gian cụ thể, rõ ràng. Ví dụ như là ngày thứ hai hoặc là 3 giờ đó, rõ ràng như vậy đúng không? Ví dụ tháng mấy, tháng 6, tháng 7 gì đó ha. Tiếp tục, we use for plus a period of time. Còn đối với for thì mình sẽ cộng cho một cái khoảng thời gian thôi. Một cái khoảng thì nó sẽ là chung chung, không có xác định cụ thể. Ví dụ như cô nói là một vài tuần, một vài tháng hoặc là một vài ngày chẳng hạn, đúng không? Phrases with, for and since go at the end of a sentence. Rồi, cái cụm mà đi với for hoặc là since thì nó sẽ đứng ở phía cuối câu các bạn nha. Rồi, mời các bạn nhìn vào ví dụ. I've been at this school for 2 years. Rồi, ở đây cô có cụm for 2 years là khoảng 2 năm. À, tôi đi đến trường nè thì khoảng 2 năm, được chưa? Rồi, câu ở dưới. I've been at this school since 2008. À, tôi đi đến trường kể từ năm 2008 ha. Đây là một cái mốc thời gian cụ thể luôn các bạn ha. Rồi, tiếp đến thì mình cùng nhau tìm hiểu về already, just, yet và before. We can use the present perfect with already, just, yet and before to give more information about when something happened. Rồi, chúng ta sử dụng thì hiện tại hoàn thành với already, just, yet và before để mà đưa ra nhiều thông tin hơn về cái việc mà xảy ra khi nào ha. Rồi, bây giờ các bạn sẽ cùng nhau tìm hiểu về từng cái ha. Mình có we use already to talk about something that has happened before we expected to it to. Được chưa? Rồi, khi mà chúng ta sử dụng already á thì để nói về cái điều mà xảy ra trước khi mà chúng ta mong đợi nó đến ha. Vậy thì ở đây nhìn vào câu ví dụ nè. They've already finished their lunch. À, họ đã sẵn sàng kết thúc cái bữa ăn của họ rồi ha. Vậy thì cái việc mong đợi của mình nó đến trước rồi ha, đã rồi á. Already mình có thể dịch là đã rồi ha.
Tiếp đến, we use just to talk about something that has happened very recently. À, chúng ta sử dụng just để nói về cái điều mà nó xảy ra rất là gần đây ha. Rồi, I've just seen him. À, tôi vừa mới gặp anh ấy. Đây, chữ just thì mình có thể dịch là vừa mới ha. Rồi, we use yet in questions and negatives to ask if something that we're waiting for has happened. Rồi, chúng ta sử dụng chữ yet ở trong dạng câu, câu gì các bạn? Câu hỏi và câu phủ định ha. Để hỏi là nếu mà cái điều gì đó mà chúng ta đang chờ để mà nó xảy ra, được chưa? Chúng ta đang chờ nó xảy ra ha, thì mình sẽ dùng chữ yet, có nghĩa là chưa ha. Mình sẽ nhìn vào câu ví dụ để mình dễ hiểu hơn nè. Have you tried any of the food yet? Câu này mang nghĩa là gì ha? À, bạn đã thử bất kỳ món ăn nào chưa? Được chưa nào? Rồi, vậy thì tiếp theo mình có we use before to talk about any time in the past up to now. Còn đối với before thì chúng ta sử dụng để mà nói về bất kỳ cái thời gian nào ở trong quá khứ tính đến thời gian hiện tại ha, tính đến lúc bây giờ đó. Vậy thì ở đây mình có ví dụ là gì? I've never been to an art gallery before. Rồi, tôi chưa bao giờ đi đến cái triển lãm mỹ thuật trước đây ha. Rồi, cho đến tính đến thời điểm hiện tại á, thì tôi chưa bao giờ đi đến cái triển lãm mỹ thuật. Ok chưa nào? Rồi, các bạn lưu ý cho cô nè. We put already and just before the main verb in a sentence. Lưu ý là chữ already và chữ just mình sẽ đặt ở phía trước cái động từ trong câu, nhớ nha. We put yet and before at the end of a sentence. Chúng ta để yet và before ở phía cuối câu, nhớ điều này giùm cô nha. Rồi bây giờ thì cô mời các bạn nhìn lên trên bài đối thoại và cùng luyện đọc với cô nha. Rồi, cô có Mayor là thị trưởng ha, ngài thị trưởng và Ryan đang nói chuyện với nhau. Đây ha. Rồi, đọc với cô nha. Well done, Ryan. Thank you. Have you won any prizes for your paintings before? No, but I've painted pictures since I was 4 years old. Ok, bây giờ mình sẽ dịch bài đọc xem là ngài thị trưởng và bạn Ryan này nói gì với nhau nha. Rồi, ngài thị trưởng nói là gì? Giỏi lắm, Ryan. Ryan trả lời là dạ con cảm ơn. Rồi, ngài thị trưởng hỏi tiếp là con đã chiến thắng những cái bất kỳ cái giải nào về những cái bức tranh của con trước đây chưa ha? Rồi, Ryan mới nói là dạ chưa, nhưng mà con đã vẽ rất là nhiều bức tranh kể từ khi mà con 4 tuổi. Rồi, tiếp đến là phần bài tập các bạn ha. Cô mời các bạn đi đến bài tập number 1. Match 1 to 9 with A to I. Rồi, các bạn sẽ nối từ số 1 đến số 9 với những cái chữ A cho đến chữ I các bạn ha. Rồi, ở đây các bạn nhìn nè. It is 3 p.m. on Saturday, 14th October 2010. Rồi, ở đây là lúc 3 giờ ngày thứ 7 ha, 14 tháng 10 năm 2010, được chưa? Rồi, vậy thì ở đây câu ví dụ đầu tiên của cô là gì? Since 1st October 2010. Rồi, ở đây thì là vào ngày 1 tháng 10 ha, năm 2010, được chưa? Rồi, vậy thì cái mốc thời gian của mình là ngày 1 tháng 10 2010, đúng không? Thì mình sẽ tính từ cái thời điểm này cho đến cái thời điểm mà người ta đề ở phía trên đây ha. Vậy thì từ ngày 1 cho đến ngày 17, ngày 14, từ ngày 1 cho đến ngày 14 tháng 10
thì nó là khoảng thời gian bao nhiêu. Các bạn nhìn vào bên đây ha, mình sẽ xem và mình sẽ chọn những cái câu ở bên đây rồi mình ghi đáp án vào. Vậy thì từ ngày 1 đến ngày 14 tính ra là được mấy tuần các bạn? 2 tuần phải không nào? Vậy thì cô sẽ chọn đáp án là B, for 2 weeks. Ok chưa? Rồi cô ghi đáp án D vào chỗ trống ha. Rồi, còn những câu còn lại các bạn sẽ tính xem thời gian như thế nào, các bạn nối vào cho nó phù hợp ha. Ghi đáp án vào trong những chỗ trống này cho cô. Ok, bây giờ thì cô sẽ cho các bạn 10 giây để làm bài tập này. Rồi, sửa những câu còn lại với cô nhé. Number 2, A. Number 3, H. Number 4, C. Number 5, E. Number 6, F. 7, B. 8, I. And number 9, G. Rồi, tiếp đến là bài tập số 2. Write the words in the correct order to make sentences. Use the present perfect. Rồi các bạn sẽ sắp xếp lại trật tự của câu và viết lại thành câu hoàn chỉnh, sử dụng thì hiện tại hoàn thành nha. Rồi ở đây cô có là Katie's party yet not start. Bây giờ cô sẽ viết lại câu đầu tiên là chủ ngữ Katie's party trước nè. Rồi tiếp đến là phủ định ha, động từ phủ định nè. Thì cô sẽ dùng là hasn't đi với verb 3 ed đúng không? Thì ở đây cô dùng là verb ed started. Chữ Z thì cô để ở cuối cùng ha. Vậy thì câu này cô có Katie's party hasn't started yet. Câu này mang nghĩa là bữa tiệc của Katie chưa được bắt đầu ha. Rồi vậy thì những câu còn lại các bạn hoàn thành cho cô nha. Cô sẽ cho các bạn 10 giây để làm bài tập này. Rồi cùng với cô sửa những câu còn lại nha. Cô có number 2 nè. Susie's already been to the dentist. Number 3. Billy's already met Ted. Number 4. Claire hasn't picked up Lucy yet. Number 5. Mum's taken Louis to the park before. Number 6. Penny hasn't bought a present for Judy yet. Number 7. Gary's already seen Finn. Number 8. William's been to the zoo before. Rồi tiếp theo là bài tập số 3. Look at the pictures. Write sentences with the present perfect and just. Rồi các bạn sẽ nhìn vào trong những cái bức tranh này ha. Mình sẽ viết câu với thì hiện tại tiếp diễn và kèm theo chữ just. Ok, rồi nhìn vào ví dụ number 1. Cô có Ryan's parents và chữ arrive. Đúng không? Rồi ở đây là ba mẹ của Ryan và chữ arrive là đến. Vậy thì theo như dữ liệu đề bài cho thì cô sẽ viết thì hiện tại hoàn thành để tạo thành một câu ha. Đầu tiên cô có Ryan's parents là ba mẹ của Ryan là mấy người? Hai người đúng không? Nên cô sẽ đi với động từ have, sau đó là chữ just. Nhớ là chữ just nó sẽ đứng trước cái động từ trong câu ha. Rồi tiếp đến là arrived, cô đưa về dạng ed ha. Cô có Ryan's parents have just arrived. Được chưa? Rồi câu này mang nghĩa là ba mẹ của Ryan thì sao? Vừa mới đến, được chưa? Rồi, vậy thì những cái bức tranh và những cái câu còn lại các bạn hoàn thành cho cô nhé. Cô sẽ cho các bạn 10 giây để làm bài tập này. Rồi hãy cùng cô xem những câu còn lại như thế nào nha. Cô có number 2. Ryan's mom and dad have just seen Ryan. Number 3.
The mayor has just given Ryan the trophy. Number 4. Ryan's just said thank you to the mayor. Number 5. The photographer's just taken a photo. Number 6. Ryan's just left the stage. Rồi, mời các bạn đến với bài đọc với cô ha. Rồi, chúng ta sẽ cùng nhau luyện đọc và dịch xem coi bài đọc này nói về điều gì ha. Rồi, Music Festival. Every year there is a music festival in London. For one day every year, there are no lessons so that everyone can go and listen to the music or play an instrument. Lily Parsons interviewed Ted Allen about taking part. Okay, Lily, have you been to the festival before? Ted, my classmates and I have been to the festival every year. Since we started school, I've always wanted to play or sing. Lily, do you play a musical instrument? Ted, yes, I do. I've played the guitar for 3 years, but this year I played in the festival for the first time. My class friends all sang along. Lily, were you nervous? Ted, yes, I was really nervous before we performed our song, but I played well and my friends sang beautifully. Lily, did you win a prize? Yeah, Ted, no, we didn't win a prize this year, but I had a lot of fun. Maybe we'll win next year. Rồi, chúng ta cùng dịch với cô xem bài này nói về điều gì các bạn ha. Rồi, tựa đề bài nói về cái lễ hội âm nhạc ha. Rồi, và mỗi năm á, thì có một cái lễ hội âm nhạc ở London. Và một ngày trong năm và một ngày trong mỗi năm á, thì sẽ không có bài học nào hết để cho mọi người có thể đi đến và thưởng thức âm nhạc ha, nghe nhạc hoặc là có thể chơi nhạc cụ. Rồi, Lily Parsons đã phỏng vấn Ted Allen về cái việc tham gia này ha. Rồi, đầu tiên bạn Lily, Lily và Ted hỏi nhau ha. Lily hỏi là bạn đã đi đến cái lễ hội trước đây chưa? Rồi, bạn Ted mới nói là những cái bạn cùng lớp của mình á và mình á thì đã đi đến cái lễ hội này vào mỗi năm. Kể từ khi mà chúng tôi bắt đầu đến trường ha, bắt đầu đi học á. Rồi, tôi luôn muốn là hát ha, hoặc là nhảy hoặc là chơi nhạc á các bạn ha. Rồi, Lily mới hỏi tiếp là gì? Vậy thì bạn có chơi cái nhạc cụ nào không ha? Vậy thì bạn có chơi một cái loại nhạc cụ nào không? Rồi, bạn Ted mới trả lời là có nha. Rồi, tôi đã chơi cái đàn guitar khoảng 3 năm. Nhưng mà trong năm nay thì lần đầu tiên mà tôi chơi ở trong cái lễ hội này ha. Rồi, tất cả những người bạn cùng lớp của tôi đều hát theo. Rồi, Lily hỏi tiếp là vậy thì bạn có lo lắng hay không? Rồi, bạn Chip trả lời là có chứ. Tôi rất là lo lắng trước khi mà chúng tôi biểu diễn cái bài hát này ha. Nhưng mà tôi đã chơi rất là tốt và những người bạn của tôi thì hát rất là hay. Rồi, Lily trả lời tiếp là vậy thì các bạn có chiến thắng giải hay không? Rồi, bạn Ted mới trả lời là không. Chúng tôi không có chiến thắng giải trong năm nay. Nhưng mà tôi có rất là nhiều niềm vui. Rồi, có lẽ là chúng tôi sẽ chiến thắng trong năm tới.